Theo của chính phủ Trung Quốc nói cho biết, hiện tại trong lúc này nhà thương ở bên Beijing, nhà thương trẻ em bên đây rất là đông người vô trong nhà thương. Những trẻ em ở chỗ này đang bị trường hợp là bị hô hấp, thở không được, cho nên đưa vô trong nhà thương. Càng ngày trẻ em bị càng nhiều thêm nữa. Nhà thương ở bên đây thì theo được báo cho biết, đó là tất cả trẻ em vô trong nhà thương là bị hô hấp thở không nổi, giống như bị COVID vậy đó. Và con số này nó tăng liên tục từ hồi đầu tuần tới bây giờ đó. Nhà thương đông nghẹt luôn. Trẻ em vô trong này chích thuốc ngừa, sau khi đó trở về lại bị nặng thêm nữa, thở không nổi. Đem vô trong này trở về lại bị nặng thêm nữa. Bây giờ bị đầy hết chân trong nhà thương, người ta đầy trong đó luôn. Theo của WHO báo cho biết, họ đang kêu gọi ở bên Beijing hãy cho tất cả chi tiết và phải cần đề phòng về cái chuyện mà bị dịch tả này nó đang xảy ra. Nhưng mà theo của bên chính phủ của Trung Quốc đó, thì ngay bây giờ đó họ đi đưa ra, họ nói là không có COVID, không có gì hết, cho nên họ cho mở cửa hết hoàn toàn. Nhưng mà hiện tại đối với những người dân bên Trung Quốc thì họ biết rõ ràng, ngay bây giờ COVID đó là nó đang hoành hành, những trẻ em chịu không có nổi, cho nên càng bị thì càng nhiều thêm nữa, ngay bây giờ. Đây là bà Giang Ly, bà doctor, bà ở ngay Darlene, bà nói là về cái chuyện mà cái bùng phát của cái bệnh này thì làm cho rất là lo. Chính bà ta, bà dẫn con của bà đang bị bệnh vô trong nhà thương thì cái phổi của nó thở đó là bị vấn đề, thở không có nổi trong lúc này, và con của bà đang chích thuốc để cho nó giảm bớt. Cái mà bà lo nhất đó là về sức khỏe của con của bà. Và con của tôi đang bị của về phổi, thở không có nổi trong lúc này. Và cái bệnh hiện tại ngay bây giờ đang lây nhiễm rất là nhiều ở đây, đó là về phổi, đang lây nhiễm hết người này qua người khác, làm phổi bị hư hại. Cái virus hiện tại ngay bây giờ đó là nó rất là lớn và cũng không có biết rõ nữa. Không có biết rõ là cái virus hiện tại ngay bây giờ trong lúc này nó như thế nào ở bên đây nữa. Có một số người thì nói là nó hết rồi, cái COVID hết rồi, tại sao tự nhiên lại bị trở thành như vậy? Và ngay bây giờ cuộc sống của chúng ta ở đây lại đang bị đe dọa của cái virus, cứ tiếp tục, nó cứ lây nhiễm hoài như vậy. Ngay bây giờ có rất là nhiều lo sợ vì chuyện này. Và ngay bây giờ đó thì nó có nhiều cụ cái nữa trong cuộc sống chúng ta, cần phải đi học, cần phải cho mấy đứa nhỏ đi học đâu ra đó. Ngay bây giờ trong trường học đó ở bên Trung Quốc thì lại nói là không có virus, họ cho mở cửa, không có COVID cái gì hết trơn đó. Nhưng mà COVID ngay bây giờ nó đang bùng phát ở bên đây. Theo chính phủ bên đây là không có cho nói cái chữ virus, mà COVID họ kêu là một cái bệnh hô hấp gì đó. Nhưng mà đây là cái bệnh của COVID ngay bây giờ đang bùng phát trở lại. Đây là của đài NBC News báo cho biết. Đây là trong cái nhà chỗ này, chúng tôi suy nghĩ có chuyện gì đó xảy ra. Nằm chỗ này là nằm ở bên Colorado đó. Ở bên ngoài của cái nhà chỗ này thì có những băng keo của cảnh sát bao lại xung quanh. Rồi có những cái đèn nhá cho biết là cảnh sát chặn lại không cho ai đi tới. Cái nhà này nhìn giống như cái nhà bình thường thôi. Nhưng mà mọi người không thể nào tưởng tượng được đó là cái chỗ hiện trường hung án xảy ra ở đây. Chỗ này là nó không có bình thường. Đây là được biết như vậy, cảnh sát nói. Có một người phụ nữ đang kiếm cách để liên lạc với ba của mình. Kiếm chỗ nào cũng kiếm hết trơn rồi. Tới ngay chỗ này, đó là ngay cái chỗ mà nhà mà của người bà con của mình. Rồi sau khi vô trong nhà nhìn, thấy giống như có một cái xác ở trong nhà. Khi chúng tôi đi vô bên trong, chúng tôi nhìn thấy đó là xác người. Ba người đàn ông đều bị bắn chết. Một trong những cái xác đó là cái xác của người ba của người phụ nữ. Và cộng luôn ba người bạn nữa ở trong chỗ này. Cái người mà ở chỗ này đó thì nói là họ nghĩ là cái người đó là người nổ súng. Nhưng mà cái người đó cũng là cái người mà có lẽ là tự cầm súng bắn mình rồi chết luôn. Đây làm cho chúng tôi nhìn thấy rất là khó khăn, làm cho nó không có tưởng tượng được. Chúng tôi cũng là người, cho nên chúng tôi nhìn thấy nó rất là lộn xộn. Đây đối với những gia đình mà tự nhiên ngay bây giờ lại có người nhà của mình bị mất. Và làm cho người nhà rất là lo về chuyện này nữa. Một là cái chuyện này, đó là cái chuyện mà giết người rồi sau khi đó là tự tử chết. Không có ai còn sống hết trong cái nhà này. Theo nhà chức trách ở đây, họ đang kiếm cách điều tra coi chuyện này là như thế nào và tại sao bị chết và chết vào lúc nào. Theo được họ suy đoán có lẽ là dính dám tới cái chuyện tranh cãi gì đó. Hiện tại chúng tôi đang coi tất cả về điện thoại của mấy người này, coi cho kỹ coi tại sao chuyện gì xảy ra mà nó lại trở thành kéo càng ngày càng dài lên. Rồi sau khi đó tới thì thấy ba cái xác đó, ngay bây giờ coi điện thoại của họ thôi, coi như thế nào. Tất cả chi tiết gì đó chúng tôi sẽ coi thì sau khi đó sẽ báo sao cho mọi người biết. Đây là chuyện xảy ra bên Colorado. Có một cái nhà có ba người đàn ông bị chết trong đó. Và theo được nhìn đoán là có lẽ là một người là tự tử. Là trước khi tự tử thì người đó đã bắn hai người kia trước rồi mới tự tử sau đó. Theo kiểu vậy. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay, đợi chút xíu nha. Để cho nó chạy đâu ra đó cho nhìn rõ một chút xíu. Đây là của đài NBC News và CNN News báo cho chúng ta biết. Take a look at this. Đây là cái chuyện mà một cái người 17 tuổi đã bị đánh chết. Có 9 người cũng là trẻ trong lúc này là đang bị bắt. Cái anh này là bị đánh cho tới chết, bị những cái người mà ở trong lớp của ảnh học chung quánh ảnh tới chết. Đó là theo của cảnh sát nói cho biết. Chuyện này xảy ra đó là ngay gần, ngay cái chỗ trước, ngay cái trường học chỗ này. Đây chỉ có gây lộn với nhau, đó là về cái headphone thôi. Và đây có lẽ là dính dám tới cái chuyện mà một cái ống mà hút thuốc của marijuana. Đó là theo cảnh sát nói cho biết. Đó là theo người cha nói cho biết Tôi coi trong video có lẽ là tôi nhìn thấy tự nhiên nguyên một đám trẻ này nó tức giận gì đó nhào vô nó đánh con tôi. Cái bị quánh nằm dưới đất như vậy đó là nhìn thấy ở trên social media chiếu trên đó vòng vòng rất là nhiều. Có nhiều người đó là còn trẻ, chỉ có 13 tuổi thôi. Họ nhào vô đá, đập, đạp Lewis. Rồi sau khi đó là nhìn thấy anh Lewis là nằm hầm liệt luôn ngay gần cái chỗ này, là gần trường học thôi. Theo được nói là anh ta bị quýnh, máu trào lên, rồi sau khi đó chết. Trong lúc này đó, cảnh sát đang coi để mà kiếm thêm một người tình nghi nữa, đó là người này. Cảnh sát được cho biết cái hình của người này đó. Người này đó là đội bạn cáo màu đen chùm lên trên đầu, mang bạn cái quần kaki. Và 4 người mà dính dáng với chuyện này đó là từ 14 cho tới 17 tuổi. Trong tuần này đã lên trên tòa và bị cái tội là giết người. Và 4 người này sẽ bị thưa lên trên tòa, sẽ xử giống y như người lớn. Lý do mà đài họ che cái mặt lại vậy đó là những người này là dưới 18 tuổi. Theo của cái người luật sư nói là đây là cái luật như vậy đó là có lẽ là lo là luật này sẽ đẩy xuống cho những người trẻ tuổi. Trong lúc này đó, hồi tối hôm qua, những cái người gia đình và bạn bè, người thân của anh Lewis ngày hôm qua có tới chỗ này để tưởng niệm. Có một số những người bạn của anh Lewis đó, biết anh ta từ hồi lúc mà anh ta 8 tuổi, không phải 8 tuổi nha, biết anh ta hồi lúc học lớp 8 tới bây giờ. Tôi tới đây đó là chia buồn đối với chuyện mà xảy ra đó. Đây là đứa nhỏ 10 tuổi, đó là em, người em của cái người bạn đó thì run hết trơn đó về chuyện này. Và đây là sợ là có người khác sẽ bị nữa đó. Đứa nhỏ này sợ là người khác sẽ bị đánh chết nữa trong gia đình. Đứa nhỏ nói tôi đây chỉ muốn là anh tôi là không có bị gì thôi. Đi học trong trường mà nó súng là nó quánh cho tới chết đó. Gây lộn nhau, quánh lộn trở thành vậy đó. Ok, đó là của đài báo cho biết nha, đài NBC News báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài CNN News báo cho biết. Mọi người đang xem, đây là của đài chiếu cho mình xem nằm ở trong Gaza, ở trong thành phố Syria Gaza, nằm ở chiến tranh là ở bên Israel và Hamas. Chỗ này đó là một trong những cái chỗ mà đường hầm, mà hõm rày, mà họ nói cho biết là cái nhóm Hamas họ đào đường hầm ở dưới Gaza đó. Mà coi, mọi người coi đây là dưới mặt đất đó. There we go, way down there. Có cái đường hầm của họ để ở dưới này. Đường hầm đây là đường hầm của Hamas đã đào ở trong Gaza. Đang xem đó là bên trong cái đường hầm đó. Họ xây cái kiểu vậy nè. Hai bên đó là họ bằng những cái miếng xi măng. Họ làm sẵn, sau khi đó họ đem vô đây, họ đóng tròn lại thì nó trở thành giống như một cái đường hầm sâu hun hút nó vậy. Nó đi nhiều hướng khác nhau. Đường hầm này mọi người nhìn thấy đây đó chỉ là một cái khúc nhỏ của trong thành phố thôi. Ở dưới cái thành phố Gaza nó giống y như mà cái trận đồ gì đó, nó chia 5/7, cái đường hầm kiểu vậy. Theo của đài họp báo cho biết, đường hầm ở đây là họ có cái chỗ họ bật điện lên, có nghĩa là sáng trưng ở trong cái đường hầm này, chứ không có tối thui nó vậy. Đó là cái có đèn điện đàng hoàng xung quanh ở chỗ đây. Anh này nói là không có nên đi về hướng đằng kia, tại đằng kia đó là có người mà đã chết đằng kia đó, cho nên không đi đằng kia. Đây là một trong những cái hầm ở dưới này, cái chỗ mà họ giữ những con tin hay là bất cứ cái gì. Chỗ dưới này đó, nhà hầm mà nhìn giống y như nhà phía trên vậy đó. Có ổ điện, có đầy đủ everything. Với cái ta, đường hầm đó mà vậy đó. Còn đây hiện tại cái đường hầm này là nó ăn thông nhiều chỗ, cho nên đây là họ đang canh. Ngay cái góc chỗ này không có biết là ở đằng kia là ai đó, cho nên ngay bây giờ họ đang canh cái kiểu như vậy. Bất cứ lúc nào cũng có một người nào đó đi ngang cái chỗ đường hầm chỗ này, tại vì bây giờ họ chưa có đi vô hết á, không thể nào đi hết được. Họ nói bây giờ muốn sập hết đường hầm này cũng không sập được luôn, nằm ở trong Gaza. Ở dưới đó giống như cái ổ ong rồi, nó đầy hết trơn á, đủ hướng, đủ nơi hết trơn á. Thì hỏng rài đó, theo của bên Israel nói là đường hầm Hamas đã xây ở dưới Gaza, có thể là sập xuống là sập nguyên cái Gaza luôn đó, thì cũng đường hầm Hamas ở đó. Và nó đi đủ chỗ, đủ hướng, từ nhà nào nó cũng có thể pop up được hết trơn đó. Cho nên đây là họ chiếu cho mình xem, đây là một trong những chỗ thôi. Mọi người cũng thấy là dây điện, dây điếc gì đầy ở trên ở dưới này đó. Họ chám xi măng lại bằng tường, giống y như ở trên nhà vậy đó, đi vòng vòng, giống như tỉnh queo, chứ không có lo gì cả. Ở đường hầm chỗ này còn có toilet nữa kìa, có cầu tiêu, có chỗ đi cầu tiêu, có chỗ rửa mặt, everything, có sink, có cái chỗ rửa mặt giống như trên này của mình vậy đó, có đường nước chảy đàng hoàng. Tất cả những cái trong đường hầm chỗ này có thể đi đủ hướng khác nhau trong thành phố đó. Ok, đó là của đài báo cho biết nha. Rồi, tới đây là Andy cũng xin tạm ngừng. Happy Thanksgiving everyone. Gặp sau hết. Bye bye all.